Xin kính chào quý vị, tôi là Hồng Nhung, người dẫn chương trình Giờ Gia Đình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Tết đến xuân về, người Việt ta có rất nhiều những phong tục truyền thống đặc biệt với quan niệm đầu năm suôn sẻ thì cả năm được may mắn, an lành. Đó chính là những lời chúc cho nhau tốt đẹp đầu năm mới và đó là cả những kiêng kỵ trong ngày Tết đến. Kiêng kỵ là nằm ở trong cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Bước ra khỏi nhà ngày Tết là phải chân phải bước trước hầm, chân trái bước trước như thế nào này. Từ rác không được hót. Chính những cái kiêng đó là những cái sợi lạt buộc chúng ta lại. Tất cả những cái kiêng kỵ dần dần người ta nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Chúng tôi xin được giới thiệu hai vị khách mời, đó chính là tiến sĩ khoa học Đoàn Hương và xin được giới thiệu nhà báo Đỗ Doãn Hoàng. Nói đến cái chủ đề này thì không biết là tiến sĩ khoa học Đoàn Hương có những suy nghĩ gì đầu tiên trong đầu ạ? Kiêng kỵ ngày Tết thì có nhiều điều rất vui. Thí dụ như là kiêng quét nhà, vì có cái tích rằng là ngày xưa có một nhân vật nhà giàu đi qua một cái hồ, bỗng nhiên là có một cô gái đẹp hiện ra. Thế rồi cô theo về nhà và sau đó thì cô ấy chui vào trong một cái đống rác. Và ngày hôm sau thì gia đình nhà phú hộ thì không biết mới đem hót đi. Từ đấy nhà rất nghèo và từ đấy chúng ta cũng kiêng quét nhà. Nhưng mà tôi cho cái này cũng xuất phát từ cái ngày xưa chúng ta có đốt pháo. Và cái pháo đỏ nó rất là hay, cái đỏ màu đỏ nó mang lại sự may mắn. Mà pháo đỏ rải khắp đường làng, rải khắp ngõ, rải khắp phố mà quét đi nó phí lắm. Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng thì trong gia đình anh cái dịp Tết đến thì có kiêng cái điều gì hay không? Mẹ tôi dặn kỹ lắm, bước ra khỏi nhà ngày Tết là phải chân phải bước trước học, chân trái bước trước như thế nào này. Rồi rác không được hót những ngày đấy. Nhưng mà mẹ tôi giải thích rất là đơn giản, rất là dân gian. Đấy là lộc, và trời ban cho chúng ta những cái khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, lộc ban đến, chúng ta không được hát đi, chúng ta phải để vào một chỗ, hoặc là tốt nhất là cứ để đấy. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại thì nếu mà mình tin đó là lộc mà mình không bỏ nó đi thì tin là lộc nó đến, tin là lộc nó ở lại, khi mình tin nó ở lại thì nó sẽ ở lại. Tức quan niệm dân gian, đang phân tích để quan niệm dân gian, và có một cái kiêng kỵ như là không đòi nợ ai này, không xin lửa nhà ai này, không trả nợ cho ai này trong cái dịp đấy này. Tất cả những cái quan niệm đấy thì tôi nghĩ là đơn giản thế này thôi, là có những cái mà mình thấy nó tốt cho cuộc sống, không tội gì mà không giữ. Còn những cái kiêng kỵ mà những cái giống như cái hèm ấy, những cái quan niệm ấy, mà sau này có rất nhiều người ngăn chặn. Ví dụ như là bẻ lộc ngày xuân chẳng hạn, ai cũng muốn có lộc, nhưng mà cây ở làng thì trụi hết, cây ở bờ hồ thì cũng trụi hết, thì đúng là sau này cũng phải ngăn thật. Thì tôi nghĩ rằng cái gì tốt thì cứ để cho nó tồn tại. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ đầu tiên đến từ hai vị khách mời. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với không khí đón Tết của gia đình ông Nguyễn Đình Lộc. Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, đại gia đình ông Nguyễn Đình Lộc ở Hà Nội lại tập hợp đông đủ mọi thành viên trong gia đình, sum họp ở nhà thờ tổ tiên. Trước là lễ tổ lễ tiên, sau là cùng nhau ngồi trò chuyện vui vẻ về những điều nên làm và những điều kiêng kỵ trong năm mới. Kiêng ngày Tết thì truyền thống từ xưa nay thì các cụ cũng để lại cho là kiêng sáng mùng 1 là không nên sát sinh. Con vật cũng thế thôi, cũng muốn mong đón cái xuân mới cho nó vui vẻ. Con người cũng thế, thế nên là mình mà sát sinh thì lương tâm mình nó cũng dày vò. Về thờ cúng tổ tiên thì quan điểm từ xưa nay là cái tâm là chính. Tâm mình đến đâu, có đâu mình làm đấy. Chứ các cụ không bắt là mình phải mua cái nọ mà làm cái kia. Trong không gian ấm cúng, vui vẻ như thế này, có lẽ mọi người trong nhà, từ người già đến con trẻ, anh chị em dâu rể, ai ai cũng cảm thấy háo hức, xốn xang hơn. Với mong muốn một năm mới xuân sẻ, gặp nhiều điều may mắn, tất cả mọi người đều cố gắng duy trì truyền thống và giữ gìn nền nếp của gia đình. Bố mẹ thì ngày xưa thì mình cứ sống theo bố mẹ cứ làm này phải làm thế. Nên là năm nào bố mẹ cũng rất cẩn thận, nên là đầu xuân mùng 1 là không có va chạm, không có mắng mỏ các con cái cả, vẫn là tình cảm, cười đùa rồi là vui vẻ, chúc tụng những lời nói rất là đầy âm ấm, đầy hạnh phúc của cái ngày đầu xuân. Mình cứ duy trì theo phong cách bố mẹ để lại, mình cứ làm thế thôi. Các con cái mà nó có sai sót gì đấy thì mình có bỏ qua hết đấy, cho nó vui vẻ đón xuân một cách nó đầm ấm. Không biết là khi xem xong cái phóng sự vừa rồi thì tiến sĩ khoa học Đoàn Hương nghĩ như thế nào? Cái Tết của người châu Á là rất là thiêng liêng, vì cái Tết của người châu Á nó vốn là chữ tiết, nó dính đến cái sinh hoạt nông nghiệp lúa nước của chúng ta. Một năm nông nghiệp lúa nước của chúng ta chia làm 24 tiết, mà cái tiết này là tiết khai xuân, tiết đầu tiên rất là thiêng liêng và quan trọng. Vì thế cho nên cái ý nghĩa sum họp, ý nghĩa ấm áp, ý nghĩa sum vầy là rất là quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Những năm trước ấy, có một nhà khoa học đặt ra vấn đề là hay là ta bỏ Tết.
vì tốn kém, vì ông cho rằng chúng ta đã nghỉ Tết Tây rồi lại còn nghỉ Tết ta. Nhưng mà dư luận thì đã lên cơn phản đối, nhưng mà tôi nghĩ rằng ngày Tết mình cũng nên buông các thứ để mà vui vẻ cùng đất trời, cùng mọi người. Vì mùa xuân là mùa rất là độc đáo, là mùa xuân là mùa rất thiêng liêng. Vì thế những cái bài thơ xuân là thường được bài thơ rất là hay. Vì cái ngày một ngày xuân ấy là ngày trời đất giao hòa gặp gỡ nhau. Đứng về trời đất cũng yêu nhau, con người cũng yêu nhau. Mùa xuân dân tộc cũng yêu nhau để cùng tiến bộ, cùng phát triển. Trong gia đình thương yêu nhau hơn mỗi dịp xuân đến. Trong cái ngày Tết, bao nhiêu cái kiêng kỵ, bao nhiêu cái cẩn thận. Nhưng mà có một cái mà có lẽ là không biết có nhiều làng quê như thế không. Đấy là cái lễ 30 Tết là làm một cái lễ là cảm ơn cánh đồng. Cảm chúng tôi dâng mỗi người một khẩu thịt, tức là một miếng thịt vuông và một cái bánh chưng vừa mới nấu xong. Và một chai rượu, và đặc biệt là nhất định phải có là một con voi, một con ngựa. Đấy. Cái người quản lý cái cánh đồng đấy mặc nhiên gọi là ông lý trưởng ở dưới âm, và phải tạ ơn ông ấy. Trong một năm qua ông ấy đã bao dung che chở cho tất cả những cái mồ mả bao nhiêu thế hệ, và cái ngày hôm đấy tất cả làng đều ra đồng hết. Và mình thấy cảm thấy rằng mình ở thành phố mấy chục năm rồi, cũng hơn 20 năm rồi, cái đấy, những cái kiêng kỵ đấy, những cái phong tục đấy, nó là cái mạch nguồn cái mạch ngầm để nó lôi kéo mình, nó níu giữ mình với cái hồn quê ở đấy. Chứ tất cả như tôi với Hoàng với bạn đều có tục gọi là tục khai bút. Tức là sau giao thừa, sau khi lễ gia tiên xong, chúng ta sẽ xuống, và bây giờ không phải là khai bút mà là khai máy tính. Chúng ta sẽ mở máy tính ra và viết cái trang đầu tiên, vì cái trang sẽ đem lại may mắn cho chúng ta. Bạn Hoàng có kể về cúng ở trên những cánh đồng rất là hay. Còn chúng ta thì lại phải sau khi cúng xong thì sẽ gieo con chữ. Cánh đồng chúng ta là màn hình mà, chúng ta lại gieo con chữ vào năm mới. Cho nên nhìn chung và nói những cái phong tục của người Việt là nó rất hay, nó tuyệt vời. Vâng, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, cũng nhân cái mạch cảm xúc đang nói về kỷ niệm, thì cô có những cái kỷ niệm nào liên quan đến những điều kiêng kỵ trong ngày Tết? Nhà tôi thì có phong tục cũng là xông nhà. Bà mẹ tôi thì vốn là một người, đương nhiên đàn bà bao giờ mê tín hơn đàn ông. Con em gái bà cụ cho là sời lời, cho nhiệm vụ của nó là bao giờ phải đến sông Tết đầu tiên. Mà ngày xưa làm gì có điện thoại mà hỏi mẹ ơi nó đã lên chưa. Cho nên là có lần là tôi mới lọ mọ trèo lên cầu thang vì nghĩ là nó đến rồi. Nó bảo là hôm nay 7 giờ em đến, không ngờ nó muộn nên 8 giờ sáng nó mới đến. Mình lọ mọ leo lên thì bà mẹ hét lên: sao con đến sớm thế? Con không được bước vào nhà, con đứng ở ngoài cửa chờ cho con Ngọc đến rồi con mới được vào. Tóm lại là kiêng rất là buồn cười. Kết quả tôi phải chờ 1 tiếng đồng hồ sau mới thấy con bé đến. Cho nên là nói chung là những cái đó vui mà nó trở thành những kỷ niệm. Đấy. Và kể cả những kiêng kỵ nói như Hoàng ấy, là thực ra là chúng ta sống bằng kỷ niệm. Và chúng ta sống bằng truyền thống văn hóa. Cho nên cái truyền thống văn hóa nó rất là ấm áp, nó làm chúng ta nhớ mãi. Nhưng mà dường như không có những cái kiêng này thì lại không ra đấy, Tết đúng không ạ? Đúng rồi. Chính những cái kiêng đó là những cái sợi lạt buộc chúng ta lại. Cái kiêng kỵ ấy nó dường như sự ràng buộc của con người. Và chẳng ước một mình chúng mình kiêng kỵ đâu. Thí dụ Tết ở châu Âu, ở Đức chẳng hạn, người ta rất thích những người tóc đen xông nhà. Người ta cho người tóc đen là may mắn. Có những cái điều kiêng thì tốt. Thế nhưng có nhiều gia đình, nhiều người họ kiêng một cách quá đà, và thậm chí là dẫn tới mê tín dị đoan. Thì không biết nhà báo Đỗ Dẫn Hoàng có cái ý kiến gì về cái câu chuyện này? Như gia đình tôi ấy, có khi mẹ là người lo nhất cho nhà. Nhưng mà Tết cứ thế bà sao bà cứ nhăn nhó thế nhỉ? Con mày chưa làm xong cỗ nó đã thò tay vào rồi, nguy hiểm quá, để chết. Mà mình thì bảo là thì nó cũng qua qua thôi. Các đến giả dụ có ma quỷ còn chẳng làm gì mình nữa, là các cụ như mình, đúng không ạ? Cụ nào đánh con cháu. Thế nhưng mà mình cũng phải lợi dụng những cái đấy. Tôi rất hay lợi dụng những cái niềm tin, những cái kiêng kỵ đấy để mình làm một cái việc tốt cho gia đình mình. Như là ngày xưa ông nội tôi cứ bắt tôi là yêu cầu đấy, và Tết đến là phải nằm thoải loài ra, rồi lấy cái nghiên mực bằng đá của ông bắt đầu mài mực cho ông viết. Ông viết ông dán lên cột, giống như thơ viết dán ngay lên cột. Mẹ mày là tốt hay không ấy, dán lên cột xong. Sau này thì tôi bắt con tôi cũng phải mài mực cho bố tôi, và cũng phải tập những cái chữ đó. Và sau này tôi thấy rằng cái số từ Hán Nôm trong cái văn nói cũng như văn viết của người Việt Nam ấy, nó kiếm tỷ lệ cực kỳ lớn. Và tôi cũng được học một chút hồi nhỏ, cho nên tôi thấy cái ích lợi của nó rất là lớn. Thì tôi mới lợi dụng cái tục khai bút đầu xuân và kiêng kỵ đấy
để bắt con tôi phải học. Đúng là chúng ta có rất nhiều kiêng kỵ như chúng ta cũng vừa mới chia sẻ, nhưng mà chủ yếu ở đây đều là đại diện cho những thế hệ cha, thế hệ ông bà mà chúng ta thấy là nó đã tồn tại qua rất nhiều năm. Vậy thì không biết là những cái gia đình trẻ bây giờ thì họ kiêng kỵ như thế nào, và những kiêng kỵ đó có thực sự phù hợp với lối sống ngày nay, với lối sống với cái dòng chảy hiện đại như thế này nữa hay không? Bây giờ sẽ là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Không khí Tết đang ngập tràn trong căn nhà nhỏ xinh xắn của gia đình anh Quý và chị Thu. Cô con gái nhỏ ríu rít bên cha mẹ. Mọi người trong nhà ai nấy đều vui vẻ. Nói về những điều kiêng kỵ trong ngày Tết, anh Quý và chị Thu đã có những chia sẻ như thế này. Việc kiêng kỵ ngày Tết ấy, thì là ông cha ta thường có câu là có thờ, có thiêng và có kiêng, có lành. Đây là truyền thống văn hóa của người Việt Nam mình. Chính vì thế mà mình nghĩ rằng là cái việc kiêng kỵ ngày Tết rất là tốt, để hướng cho mình một cái tâm lý, tâm của con người mình ấy, cảm thấy mình thấy hướng thiện hơn này, và cảm thấy cuộc sống nó là tốt đẹp hơn. Ngày Tết mình kiêng kỵ được thì như kiểu là cái tâm lý của mình là cái gia đình mình cảm thấy nó hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Cái kiêng kỵ ngày Tết thì là thực ra nó xuất phát từ rất là từ lâu rồi, nó là truyền thống rồi. Thì mình nói chung là vợ chồng thì cố gắng là làm theo cái kiêng kỵ của các cụ ngày xưa. Khi mà tôi vẫn còn con gái chưa đi lấy chồng thì tôi thấy là gia đình tôi là cũng kiêng rất là nhiều thứ. Như ngày mùng 1 Tết thì là kiêng không, ví dụ như là vui vẻ này, không tránh cái làm vỡ đồ, hay là kiêng là quên quét rác hay là đổ rác. Ngày xưa là thường là nhà tôi còn nấu bếp củi ấy, thì là ở quê là tránh không được cho lửa hoặc là cho nước. Đấy, tránh nói những cái điều không hay. Đấy, mình nói những cái điều tốt đẹp mà vui vẻ đấy, trong ngày Tết. Đấy là rất nhiều điều kiêng như vậy. Và đến bây giờ cũng thế, theo cái truyền thống của gia đình là khi tôi lấy chồng thì là tôi cũng áp dụng cái điều đấy về cái gia đình nhà tôi. Gia đình nhà mình ấy, thì mình cái đầu tiên là cái hiểu về cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam, là mình giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa đấy. Vâng, một gia đình trẻ nhưng vẫn giữ được những cái nét đẹp truyền thống của cha ông ta. Thế nhưng không phải gia đình nào cũng như vậy. Và chúng ta cũng thấy xung quanh chúng ta có rất nhiều những cái gia đình khác nhau, những câu chuyện khác nhau. Mà tôi nghĩ là chắc hẳn là anh Đỗ Doãn Hoàng, anh cũng có những cái kinh nghiệm về những cái câu chuyện mà những cái gia đình trẻ bây giờ họ sống quá hiện đại. Tất cả những cái kiêng kỵ dần dần người ta nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Nhưng ngay cả tôi với tư cách là người cũng chưa già lắm, cũng không còn trẻ nữa, thì tôi thấy rằng những cái kiêng kỵ nó là một phần của bản sắc văn hóa, nếu không nói là một phần quan trọng. Ở Việt Nam có một dân tộc, thưa tiến sĩ Đoàn Hương, là cháu rất là mê. Đây là dân tộc Hà Nhì. Dân tộc này họ chỉ có 1.2 vạn người mà chỉ sống ở 3 tỉnh của Việt Nam. Nhưng cháu có thể nói được tiếng của họ. Chỉ một dân tộc ít người như thế thôi. Tức là có 12.000 người cả đất nước Việt Nam. Nhưng mà cái phong tục của họ đẹp. Cái kiêng kỵ ngày Tết của họ ấy mà. Tết đến thấy các em cứ mời mình những cái món nó đen xì xì mà ngửi mãi không biết nó mùi gì. Hóa ra là Tết anh phải ăn món Tết của chúng tôi. Cái này gọi là món Tết. Nhất định nó phải được giữ từ con lợn được mổ từ Tết năm ngoái. Để đến Tết năm nay ăn. Nó mang niềm vui từ năm ngoái đến đây. Đấy là gì? Chắc không ai hình dung được. Đấy là một miếng dồi lợn. Để từ mùa năm trước đến mùa năm này. Không ôi, không thiêu, không mốc. Đừng nói an toàn thực phẩm ở đây. Điều đấy lúc nào nó cũng mây mù và lạnh. Tôi có nói nguyên văn là bản làng của họ, bản thân nó đã là một cái tủ lạnh khổng lồ rồi. Thế sau đó, Tết đến họ treo những cái vật mà họ coi rằng có thể trừ tà được. Họ dùng gọi là lễ cấm bản. Không ai được vào bản trong cái ngày đấy. Tí nữa chúng ta sẽ nói về cái việc bất cập. Chiến sĩ biên phòng phải đi tuần tra thì thế nào? Không được đi qua đấy thì làm sao đường biên mốc giới? Thì cuối cùng họ lại mở ngoặc. Biên phòng, công an, giáo viên cấm bản, nhà báo thì được đi qua. Nhưng người thường đi qua thì phải mổ 3 con lợn để đền. Bởi vì họ có nghĩ rằng bản của họ như cái bàn này chẳng hạn nhé, được quay lại bằng một cái thế lực vô hình, bằng một cái sức mạnh vô hình, bằng một niềm tin vô hình. Nếu bạn đi qua, tức là bạn vén cái màn ra, bạn chui vào. Và bạn chui vào xong, thì tức là ma quỷ nó cũng vào. Thì bạn phải làm cho tôi 3 con lợn, mỗi con lợn 20 cân. Và lợn đấy phải là lợn 20 cân, không thể to hơn, không thể nhỏ hơn. Và cúng để tiếp tục đóng cửa bản lại. Thế thì trong cái ngày lễ, ngày Tết của họ, tất cả các cửa bản họ đều treo cắm những cây hoa gạo. Cái thân của cây gạo gai, nó đầy gai nhọn. Để cho ma quỷ nó sợ, nó không dám đi qua vào cái cổng đấy. Và ở trên đấy treo dao
kiếm, súng, lựu đạn đẽo bằng gỗ. Và trong đó có cả sinh thực khí của đàn ông, của đàn bà như thế nào. Rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ. Và đấy là một cái văn hóa mà tôi cứ so sánh rằng trong cái văn hóa hồn nhiên của các dân tộc Việt Nam mình, đấy là một trong những cái biểu tượng về sự hồn nhiên. Anh Đỗ Doãn Hoàng có chia sẻ về những cái kiêng kỵ của các dân tộc, của những vùng miền khác nhau. Vậy thì bây giờ tôi rất muốn hỏi tiến sĩ khoa học Đoàn Hương về những cái kiêng kỵ của những gia đình Việt khi mà họ sống ở nước ngoài. Trong những ngày Tết thì họ có giống như là họ đang sống ở đất nước Việt Nam hay không? Hay là có những cái thay đổi gì ạ? Đối với những người ở nước ngoài hoặc ở nước ngoài nhiều như chúng tôi thì Tết thì đương nhiên là không thể kiêng nhiều được. Chẳng ngày Tết mình đối với họ thì không có ý nghĩa gì, mình vẫn phải đi làm, đi học, đó là thứ nhất. Thứ hai là ngày xưa các cái phương tiện nó ít thì gia đình thường cố gửi cho cái bánh chưng hoặc là một ít hương. Cái hương mà chúng mình thấy mua, thao hồ mua ở phố thì đối với chúng tôi rất là thiêng liêng. Còn bây giờ Tết ở nước ngoài thì không thiếu gì cả. Bánh chưng xanh, cây câu đối, rồi thậm chí trầu cau, thậm chí cả nước mắm, tất cả là trong các cái siêu thị Việt đều có. Nhưng mà người Việt thì vẫn đi làm bình thường. Nhưng mà chúng tôi nếu ở nước ngoài mà ăn Tết ấy, với những gia đình Việt ấy, thì chúng tôi cố gắng làm sao là cái buổi đêm 30 là có mặt với nhau, tụ họp lại. Chúng tôi xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của những quý vị khán giả khác khi mà họ nói đến những điều kiêng kỵ trong những ngày Tết. Theo truyền thống của Việt Nam mình thì các cụ từ xưa đến nay kiêng rồi, thì là kiểu như là mùng 1 thì kiểu không được quét nhà đấy. Thì mình thôi mình cứ giữ như thế thì mình cũng không quét. Quét nhà thì cũng là sạch nhưng mà mình để vào một góc. Còn kiêng thì cũng chẳng đến kiêng, đổ vỡ là điềm lành, chẳng có vấn đề gì. Nếu mà nói về kiêng thì tất nhiên là tâm linh thì gia đình cũng có. Nhưng mà để mà kiêng thì cũng không hẳn. Thường thường thì Tết thì nói chung là theo một cái phong tục chung thì cũng thường là đầu năm, đầu tháng thì người ta thường kiêng kỵ. Mà nhà tôi cũng thế. Thì thường là sáng mùng 1 hoặc là trong 3 ngày Tết thì không nên quét nhà. Hoặc thứ đổ vỡ, là đổ vỡ thì cũng càng kiêng kỵ luôn. Nhà có trẻ con, đôi khi mình tay chân nhiều khi nó cũng vội vàng với nọ với kia, nó đổ vỡ thì không, cái thì gia đình nhà mình không kiêng cự lắm. Tất cả những cái công việc gì là mình do mình hết. Chứ kiêng cái gì truyền thống thì mình vẫn cứ phải theo. Mình có kiêng, tuy nhiên là mỗi khi nó đã xảy ra rồi thì mình không tránh được. Tuy nhiên là vẫn cầu mong cái điều tốt đẹp hơn. Vâng, mỗi một người trong số chúng ta thì lại có những cái kiêng kỵ khác nhau trong dịp Tết. Thế nhưng tựu chung lại đều là mong muốn một cái năm mới thật là an lành. Có nhiều bạn trẻ thì cho rằng là có những điều chúng ta nên giữ. Thế nhưng có những điều kiêng kỵ mà nhiều khi thái quá thì có thể lược bớt đi, sơ lược đi trong cuộc sống nó cũng không cần thiết. Vậy thì có những điều kiêng kỵ như thế nào là tốt, như thế nào là không tốt? Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng có thể chia sẻ một chút về điều này được không ạ? Tôi hay đi lang thang những ngày Tết, những ngày không quán xá, không dịch vụ, không gì cả. Thì nó cũng quá quắt. Nó phải một cái cuộc sống xã hội hàng hóa, một cái cuộc sống giao thương hiện đại, nó cũng phải đầy đủ và chúng ta cũng phải duy trì chứ không thể kiêng kỵ quá được. Và chúng ta cứ gọi nôm na là nó cũng phải phiến phiến thôi. Cái niềm tin tâm linh là quan trọng, chứ còn cái gì cũng là hèm, cái gì cũng là kiêng thì quá nguy hiểm. Hoặc là những cái quan niệm ở trong gia đình ấy, nhiều khi nó khắt khe quá, nó cũng gây khó. Trong sinh hoạt ở nông thôn ấy, nhiều khi có khi mâu thuẫn ấy, có khi là thù nhau cả năm ấy, chỉ vì có ông say rượu vô tình ông ấy đi lạc thế nào ông lại đi vào ông sông nhà người khác mà khổ thân, ông có định ám hại người ta đâu mà cũng chưa biết là năm đấy gia đình đấy lại phát lộc nhờ cái người đấy thì sao. Cho nên là nó cũng phiên phiến thôi. Mọi thứ nó cũng đơn giản và chúng ta sống thực tâm với nhau. Tôi nghĩ rằng cái lòng tử tế của gia chủ đối với một người say rượu mà lạc vào nhà mình trong cái dịp Tết để đòi ăn bánh chưng, để đòi hút một điếu thuốc ấy, mà cái sự tử tế đấy sẽ là bằng chứng để nói rằng chúng ta đang có một cộng đồng, một xã hội tử tế. Và cái sự tử tế trong tâm của người đó thì sẽ đem lại may mắn cho người đó. Và cũng như cái ông say rượu ấy, ông cả năm ông sẽ phù hộ cho cái người này. Ông sẽ làm giúp người này những việc khác. Thế trộm ông đuổi hộ này hạn. Hôm đấy mình đến đúng cái giờ kiêng kỵ mà nó không chửi mình. Ví dụ thế. Chứ tôi nghĩ một cách đơn giản, một cách hồn nhiên như thế đi. Chứ còn kiêng kỵ quá thì đúng là phức tạp.
rối mù đầu óc là tiến sĩ Đoàn Hương nói là Tết là cái lúc mà chúng ta thư thái, chúng ta nghỉ, chúng ta suy nghĩ những điều sâu hơn, chúng ta vì gia đình, người ta gọi là Tết sum vầy. Để nói một lời với tất cả quý vị khán giả truyền hình và kể cả với những cái bạn trẻ đang theo dõi chương trình nữa, thì tiến sĩ khoa học Đoàn Hương mong muốn được chia sẻ điều gì về cái cách mà chúng ta kiêng kỵ làm sao để vừa đủ thôi mà cái Tết của chúng ta vẫn an lành, vẫn hồn nhiên và vẫn đầy những cái màu sắc thật là hiện đại. Tôi nghĩ rằng kiêng kỵ là nằm ở trong cái truyền thống văn hóa của dân tộc, nhưng chúng ta cũng kiêng vừa thôi. Vì bản thân các cụ ngày xưa cũng là kiêng rất vừa đủ. Các cụ thường nếu mà kể kiêng ra thì phải kể hàng trăm điều. Tôi đã đọc một quyển sách kiêng của các cụ phải tới hơn 300 điều phải kiêng. Nhưng mà bản thân chúng ta thực hiện vài điều, điều gì tiện thì thực hiện, những điều tốt thì thực hiện. Chẳng hạn làm sao giữ được hòa thuận, vui vẻ trong Tết, Tết sum họp, sum vầy, rồi những điều vui đẹp thì chúng ta nên giữ. Còn nếu chúng ta kiêng nhiều quá, chúng ta sẽ biến thành như ông già, bà già mất. Và tôi cho rằng, tôi chúc cho tất cả mọi người ở Việt Nam một cái Tết vui vẻ, sum họp, một cái Tết gần gũi và chia sẻ, một cái Tết thắng lợi và một cái Tết rất nhiều niềm vui trong mùa xuân. Vâng, và chắc chắn cái câu chúc đó cũng thay cho lời chúc của tất cả những vị khách mời cũng như là những người làm chương trình muốn gửi tới quý vị trong những cái lúc mà chúng ta đón những cái giờ phút thiêng liêng nhất của một năm. Và hy vọng rằng dù là kiêng kỵ hay dù là những phong tục truyền thống, quý vị có muốn lưu giữ nó hay không, hay dùng nó ở cái mức độ nào, thì tất cả chúng ta sẽ đều làm cho một cái Tết thật là Việt Nam, thật là ấm cúng. Và chắc chắn mỗi một cái Tết qua sẽ là một điều mà không bao giờ quên trong ký ức của mọi người. Đến đây thì chúng tôi cũng xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ khoa học Đoàn Hương và xin cảm ơn nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã cùng chúng tôi nói những câu chuyện thật hay trong Giờ Gia Đình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình Giờ Gia Đình ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại trong những chương trình Giờ Gia Đình lần sau. We'll be right back.